Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé kênh Daily Official của mình nha. Thì từ sau là tới Noel rồi. Thì mấy tuần trước á, mình tính đặt cây thông Noel. Cái này là cây thông Noel mà Kiểm Nhung người ta tự làm handmade luôn. Lúc đầu là không biết có nên đặt hay không. Rồi đợt đó shop có like là nếu như mà đặt trên like sẽ tặng kèm thêm một hộp tài lộc và một cọng dây chỉ đỏ. Mà có một cái hẹt á, thì cái hẹt đó bằng titan, mình á thì không có đeo bạc được. Nó rất là dễ đeo, chỉ đeo được inox titan với vàng thôi. Nên là bữa đó thấy quá hời luôn. Là mình có đặt một cây son, kèm theo đó là được tặng cây thông mít màu. Các bạn có thể chọn cây thông, một là màu xanh, hoặc là mít màu, hoặc là cây thông kim tuyến. Nhưng mà mình chọn cây thông mít màu. Mình đợi hàng cũng khá là lâu á, tầm 4-5 ngày luôn. Nhưng mà giao lại, mở ra thì cây thông đã giao sai rồi, không có cây son mà mình á. Tại vì mình cũng mua son khá là nhiều rồi, nên mình ghi là không lấy son, đổ vào quà khác mà cũng không thấy quà khác luôn, mà giao lại giao sai nữa chứ, quá là buồn. Do là mình mua cái shop này á cũng ở gần cả năm trời rồi, mua rất nhiều đơn rồi, nhưng mà chỉ có đợt này là shop Canada quá trời luôn. Mình nhắn tin cho shop 3-4 ngày luôn, mà mỗi lần shop trả lời chỉ có 1-2 tin nhắn thôi, rồi cứ qua bữa sau trả lời rồi nói là mẹ chị đó đóng hàng lộn, rồi nếu như mà không thích thì chị đó giao lại. Rồi mình nói là ok vậy chị giao lại cho em đi. Mình đợi 4-5 ngày luôn, rồi chị hẹn hoài. Xong rồi cái chị nói là thôi bây giờ chị không có làm lại kịp, nên là thôi không có biết hẹn ngày nào, rồi thôi hoàn tiền lại đi. Vậy sao lúc đầu chị không nói vậy đi, đỡ mất tốn thời gian hay bên không. Với lại một phần á là mình không có tài khoản ZaloPay hay là cái gì hết, nên là mình không có ấy lại được. Cái mình mới nói là vậy thôi, bây giờ em đặt một cái đơn khác, chị làm cây thông mít màu cho em, với lại chị bù cái phần quà thiếu. Một là chị giao cây son, hay là chị giao cái phần em không lấy son, chị giao cái khác cho em được không, thì chị cũng ok. Cái này thì mình đặt là 159 cành đó các bạn, là gần cây son với lại một cây thông Noel này nè. Nhưng mà giao thiếu cho mình rồi giao sai cây thông nữa, là mình phải đặt một đơn khác cũng 159. Thì đợt sau mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đi kèm với cây thông thì người ta sẽ cho một cái túi giấy đi đựng. Ở đây thì người ta làm cây thông xong rồi quấn đèn xung quanh nè, xài bằng pin luôn. Là có công tắc nữa, nhưng mà mình thấy nó hơi vướng víu một chút xíu á. Với lại cái phần chớp á, mình nghĩ là nếu như mà chấm keo cẩn thận hơn nó sẽ chắc chắn hơn. Tại mình giao tới cái nó lắc lư qua lắc lư lại á. Đây, hôm bữa đó tính không có đặt, mà ai về đâu chị ưu đãi trên livestream, tại vì lâu lâu mới like á, nên là tặng kèm thêm một cái mũ tài lộc gì nè. Nhưng mà cái này là chỉ để chân thôi, chứ không có mở ra để đựng nước hay gì được hết. Rồi có mấy cái chữ tiếng Hoa gì nè mà mình không có biết ý nghĩa là gì. Ở trên đó thì nó sẽ có mấy cái thỏi vàng với lại một cái bình hồ lô cũng dễ thương. Cái lý do mà mình mua là do mình thích cái cọng dây này nè các bạn. Mấy mình thích cái thông mít màu lâu rồi, nhưng mà suy nghĩ hoài để dành nó, từ từ mới mua. Rồi ai về đâu chị tung cái đi quá hồi luôn, nên là mình chốt luôn. Nhưng mà Sukana một cái là giao lộn cái cây của mình, mà là mình đợi hả giao hàng 5 ngày, xong rồi đợi đổi giả này kia hết 5-6 ngày nữa, là mất hết 10 ngày hơn luôn. Ta-da, đây là cái dây chỉ đỏ nha. Nhìn đơn giản chỉ có một hộp cho em chính giữa thôi, nhưng mà cưng xỉu luôn á. Nói chung mình thích cái gì mà đơn giản nhẹ nhàng rồi tâm linh á. Giờ mình sẽ quay cận cây thông màu xanh lá, mong đừng xa lánh tôi, cho các bạn coi nha. Mở đèn lên á, quay buổi sáng thì nhìn nó cũng khá là xinh luôn. Nhưng mà mình thì thích nhiều màu sắc cho cuộc đời nó thêm vui vẻ, chứ một màu thì nó nhàm chán quá. Đây là mình đặt lại, lần sau mình sẽ quay cho các bạn coi. Nói chứ thôi nha, cảm ơn các bạn đã nhìn nè.